Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Việt Nam Japan TV của em, kênh chuyên test và review những cái sản phẩm âm thanh gửi đến anh em trên mọi miền Tổ quốc. Thì anh em trước khi vào video, anh em cho em xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video hoặc một like video để giúp kênh em càng ngày càng phát triển hơn. Kênh em càng ngày càng phát triển thì càng có nhiều anh em biết đến kênh của em thì anh em càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Để anh em chọn cho mình những cái mặt hàng đẹp và ưng ý anh em nhé, để về chơi. Đây thì đây là một chiếc đờ lông PMA 2400 mã anh em nhé, 2400 mã bản vàng gold anh em nhé. Bản này thì trước mặt anh em là không còn thùng xốp, em nhập của công ty nên là họ gửi về có thùng, họ gửi Takubi anh em nhé. Rồi em sẽ mở máy ra để kiểm tra cho anh em một dây nguồn này, dây nguồn nhé. Đó, công ty này. Anh em nhé, đây công ty audio này. Đó, địa chỉ công ty ở trong này. Đó, số điện thoại. Đó, rất nhiều các sản phẩm âm thanh ở đây. Rồi em sẽ bê em nó ra. Rồi em sẽ bê em nó ra nhé. Đây em nhé, em vừa mới bê em nó ra. Em cùi em nó ra mặt mũi này. Anh em nhìn này, mặt mũi sáng choang chưa. Những con này con đờ lông PMA 2400 mã anh em nhé, bản 400 mã anh em đánh rất nhiều các dòng loa. Đây là bụi này, bẩn này, lau hết này. Những rất nhiều các dòng loa thì em đã lưu rồi là những dòng Taloy rồi JBL đều rất là hợp anh em nhé. Giờ em sẽ bê tách cái lớp ra, bụi bẩn là nó sẽ em sẽ vệ sinh đi. Vệ sinh nó sẽ sạch sẽ, mặt mũi sang choang nha anh em nhé. Đây em nhé, đây là chân rắc rờ xe này, chân rắc rờ xe vẫn còn rất là sáng. Cầu loa anh em nhé, em bụi bẩn, bụi ra tiền sẽ vệ sinh nhân đôi. Cầu loa này, cầu loa vẫn còn rất là sáng luôn nha anh em nhé. Máy có thể đánh loa BY nhé. công suất nguồn là 275W nhé. Đây, số seri 04355 nhé, 04355. Đấy, công nguồn điện là 100V anh em nhé, 100V điện 100V. Bên này có tích có cổng nguồn ra luôn cho anh em nhé, anh khi mà anh em muốn chơi DAC hoặc là cắm thêm vang ấy thì anh em có thể cắm vào đây DAC này. Nhưng con đây là hai cổng DAC, hai cổng anh em có thể chơi đầu đĩa hoặc là đầu DAC điện 100V anh em nhé. Đây, điện 100V xuất ra 100V, tổng là một hai cổng này cộng lại là 100W, mắc là 120W anh em nhé, mắc 120W. Còn cổng bên dưới này là mắc 240W anh nhé. Những con DAC hoặc là con CD thì thường công suất của nó chỉ rơi vào khoảng 75W đến 100W là căng thôi anh em nhé. Anh em có thể cắm vào đây, anh em có thể chơi. Máy bên em này em bao zin, zin nguyên bản anh em nhé. Máy em bao zin nguyên bản anh em nhé. Con này thì không có điều khiển anh em nhé. Những cái dòng 2400 mã này, 2200 mã này, 2000 trơn này, 2200 mã này, 2300 mã, 2400 mã là không có điều khiển anh em nhé. Còn những cái dòng R thì là sẽ có điều khiển. Những cái dòng R như là 2200 mã R, 300 mã R và 2400 mã R là có điều khiển. R là viết tắt của remote anh em nhé. Remote thì nó chỉ thêm cái remote thôi, còn tất cả là đều như nhau anh em nhé. Chức năng và công suất như nhau anh em nhé.
Máy rất đẹp này nhá. Máy rất đẹp. Đây có thể chiêm ngưỡng này. Máy rất đẹp nha. Cầu loa này, chân đắp RCA vẫn còn rất là sáng, sáng bóng luôn. Đây là dây nguồn anh em nhé, dây nguồn zin, nguồn zin anh em nhé, dây nguồn zin. Tất cả những con ốc vít đều vẫn còn zin nguyên bản anh em nhé, zin nguyên bản. Giờ em sẽ cho vào test một chút chất âm. Test một chút chất âm để cho anh em nghe. Tương tự em sẽ test nhạc không lời anh em nhé. Em sẽ test nhạc không lời. Em sẽ không test nhạc có lời. Nhạc có lời họ YouTube họ đánh bản quyền kinh nhận anh em nhé. Sập kênh là anh em mất chỗ giao lưu anh em nhé. Máy rất đẹp luôn. Không có cấn móp. Không có cấn móp nha. Không có vết xước. Không cần móc, không vết xước nào cả. Máy hoàn hảo anh nhé. Nhìn mặt trên này. Về phía mặt sau này thì em sẽ tặng cho anh em full tất cả các lắp, lắp đậy RCA anh em nhé. Anh em có thể chơi, anh em chơi có thể yên tâm luôn. Đậy full vào. Anh em về Việt Nam thì cái không khí Việt Nam thì họ nó là nóng ẩm, nên anh em chơi cổng nào anh em rút cổng đấy ra thôi. Còn đâu tất cả đậy lắp hết lại. Nó không bị han xét, han gì xét anh em nhé. Đây anh em nhé. Thì máy được thiết kế theo công nghệ Ultra 2. Ultra 2 và được con này được thiết kế 4 sò MOSFET anh em nhé. Mỗi bên 2 sò, mỗi bên 2 sò là 4 sò. Và những cặp loa có trở kháng, giải trở kháng của nó rất là rộng, từ 4 đến 16 ohm anh em nhé, 4 đến 16 ohm cơ. Thì những cặp loa từ trở kháng 8 ohm thì anh em nó em nó cho ra công suất 80W trên một kênh em nhé, 80W trên một kênh. Và những cặp loa 4 ohm anh nhé, 4 ohm thì nó em nó sẽ cho ra 160W trên một kênh anh em nhé. Đây anh em nhé, anh em vừa mới ghép xong con 2045 mã với chiếc giải mã anh em nhé, ma răng giải mã NA11S1 đấy. Anh em có thể thưởng thức chất âm, anh em là muốn thưởng thức chất âm có nhạc có lời thì cứ inbox Zalo giúp em nhé, em sẽ gửi video cụ thể cho anh em. Còn nhạc trên YouTube thì anh em thông cảm, em sẽ chỉ úp nhạc không lời lên thôi anh em nhé, tránh YouTube đánh bản quyền cho nó đỡ phức tạp, và để cho anh em mình có một cái chỗ chơi giao lưu chứ đánh để up lên Facebook, up lên YouTube nhiều anh nhạc có lời anh em trên YouTube họ đánh bản quyền khiếp lắm anh em ạ, mất kênh thì đâm ra là anh em mất chỗ giao lưu. Xây dựng lại một kênh thì rất là khó. Anh em nào kết bạn Zalo lưu ý giúp em là số Zalo anh em nhập hết cả dấu cộng giúp em nhá. Nhập dấu cộng và cộng mã quốc gia là cộng 81. Anh em nhập hết các cái ký tự lại giúp em thì tìm mới ra được Zalo của em nhá. Chất âm rất hay. Mỗi một dòng có một chất âm riêng biệt. Dòng 2045 mã này thì đời áp chót của 2000 rồi anh em nhá. 45 mã. Màu vàng gold.
Anh em nào có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thì cứ inbox Zalo giúp em nhé. Kết thúc video ở đây, hẹn anh em vào một video khác nhé. Anh em nhấn đăng ký kênh hoặc nhấn chuông để có những video mới thì bên YouTube họ sẽ thông báo đến anh em sớm nhất anh em nhé.